Mô Phật bổn ai Sư ai thân ca mô niên. Bữa nay học qua tới uh, trần nhân tông, vua trần nhân tông tức là sơ tổ trúc lâm, tức là đây là ngày uh, là người sơ tổ mở ra một dòng thiền của trúc lâm, đây là dòng thiền mà mang cái màu sắc của Việt Nam. À. Ngài tên quý là Trần Khâm, à, con trưởng của vua Trần Thánh Tông và nguyên thánh Hoàng Thái hậu. Tuy ở vị sang cả mà tâm hâm mộ Thiền tông từ thở nhỏ. Năm 16 tuổi được lập làm hoàng thái tử, ngài cố từ để nhường lại cho em mà vua cha không chịu. À, vua cưới trưởng nữ của nguyên từ quốc mẫu cho ngài tức là khâm từ thái hậu sau này sống trong cảnh vui hòa hạnh phúc ấy mà tâm ngài cũng vẫn thích là đi tu à, thì như vậy à, ngài vua trần nhân tông à, là coi như là con trưởng của thánh tông và nguyên thánh hoàng thái hậu nguyên thánh hoàng thái hậu tức là và Trần Thị Thiều là con thứ năm của Yên Sinh Vương Trần Liễu đó, nghe không? À, vậy thì ở trên cái địa vị mà coi như là sang cả mà tâm vẫn hâm mộ Thiền Tông, à, tức là cho thấy rằng cái hạt giống coi nhà hạt giống Thiền á, à, thứ hai là hạt giống đạo của của ngài đó nó đã có đã ăn sâu à, cho nên là tuy ở trong cảnh đó mà cũng không có che mờ mà vẫn à, nhớ cho nên à, vẫn có những cái nó nó thúc đẩy ở trong làm cho ngài nghĩa là à, nhớ lại con đường tu à. mà mà nói coi như là nổi bật lên đó, như là năm 16 tuổi thấy không? 16 tuổi được lập làm hoàng thái tử thì coi như là một cái à, một cái việc mà nếu mà ở ngoài đọc lịch sử đó không? thì những vị mà con vua mà được lập làm hoàng thế tử làm làm hoàng thế tử tức là sẽ làm vua chắc chắn thì đó là nhiều khi còn phải tranh giành nhau nữa tức là vì cái ngôi mà hoàng thế tử đó khi anh em giết nhau nữa không? giết nhau mà để mà được cái ngôi hoàng thế tử để lên làm vua trong khi ở đây á, thì ngài lại xin nhường cho em không tiếc không thèm làm cho thấy rằng nghĩa là ngài coi chuyện đó không không thành vấn đề gì hết à, mà không phải nhường một lần mà xin nhường mấy lần rồi đó, à, đâu mà vua cha không cho, thấy không mà như vậy cũng chưa thôi nữa rồi một hôm là ngài lại coi như là trốn ngài đi vào biên tử này định tu là thì như vậy đó là để cho thấy rõ nghĩa là ngài đã có cái coi như cái, cái, cái hạt giống mà đạo đó nó rất là sâu, không? rồi vua coi như là cưới trưởng nữ của nguyên tử quốc mẫu cho ngài, không? sống trong cảnh nghe là vui vậy đó nhưng mà cũng vẫn thích đi tu, không? một hôm vào giữa đêm ngài trào thành không? trốn đi định vào núi yên tử đến chùa tháp ở núi đông cứu thì trời vừa sáng trong người mệt nhọc quá ngài bèn vào nằm nghỉ trong tháp vị sư trụ trì ở đây thấy ngài tướng mạo khác thường liền làm cơm thết đãi vua cha hai tinh sai các quan đi tìm thấy ngài bất đắc dĩ phải trở về à, đó là tức là được tức như là xin giường cho em không được rồi sau đó là ngài lại cũng trốn đi tu cho nên mình thấy là là vua trần nhân tông nó có những điểm nó giống giống như bên ấn độ như đức phật đức phật thì làm thái tử không rồi cũng vượt thành trốn đi tu <laughs> còn ở đây thì ngài cũng vậy cũng vượt thành trốn đi tu <laughs> nó... thì khi mà vượt thành trốn đi như vậy đó thì vua thánh tông đâu có hay nhưng mà Bà Hoàng Hậu đó, bà Hoàng Hậu là bà hay trước Cho nên bà mới tâu cho vua Thánh Tông biết Thì vua Thánh Tông mới ra lệnh cho quan quân rồi đó, đó uh, Chia ra đi tìm khắp nơi uh, Thì mới tìm gặp Ngài Cho nên do đó Ngài bất đắc, bất đắc dĩ đó Ngài phải trở về đó, Thì như vậy để cho thấy rằng với Ngài đó Là Ngài coi cái ngôi vua đó cũng không có gì quan trọng <laughs> Rồi năm 21 tuổi ngài lên ngôi hoàng đế à, tức là 1279 có chỗ ghi là 1278 tám. À, tuy ở địa vị cửu trùng mà ngài vẫn giữ mình thanh tịnh để tu tập thường ngài ngài đến chùa Tư Phúc ở trong đại nội để tu tập một hôm nghỉ trưa ngài thấy trong rốn mọc lên một hoa sen vàng lớn bằng bánh xe trên hoa sen có đức phật vàng có người đứng bên cạnh chỉ ngài nói biết ông phật này chăng là Phật biến chiếu tỉnh giấc ngài đem việc đó tâu lên vua cha thì vua thánh tông khen là việc kỳ đặc, không? tức là uh, ngài cũng có những cái giấc mơ mà những giấc mơ là nó đặc biệt, nghe, nó có coi như là biểu hiện ra những cái duyên uh, khác thường. À. rồi ngài lại thường ăn chay lạc thân thể gầy ốm thánh tông thấy mới lấy làm lạ hỏi nguyên do À. thì à, ngài mới trình thuật với cha thánh tâm mới khóc bảo nay ta đã già chỉ trong cậy một mình con mà con lại làm như thế thì làm sao gánh vác được sự nghiệp của tổ tiên ngài nghe dạy cũng rơi nước mắt nghe không? tức là ở trong cái cảnh nghe là giàu sang như vậy đó mà vẫn sống đạm bạc tức làm vua mà vẫn ăn chay <laughs> ăn chay ăn lạc cho nên thân gầy ốm là chứ còn không có thụ hưởng à, như, à, như nhiều trường hợp khác. Rồi à, con người của ngài rất thông minh, à, hiếu học, đọc hết các sách vở, suốt thông nội điển và ngoại điển. Tức là với vua Trần Nhân Tông đó, ngài được à, một cái sự gọi là học hỏi, nghĩa là nó rộng rãi, tức là về những sách ngoài đời đó thì ngài cũng rất thông suốt về kinh điển cũng nghĩa là rất an tường à, giỏi cả nghĩa là nội điển và cơ ngoại điển những khi nhàn rỗi ngài mời các thiền khách bàn giải về tâm tông tức là thiền à, tham học thiền với thượng sĩ tuệ trung Thăm đắc đến chỗ thiền tủy đối với thượng sĩ ngài kính lễ làm thầy hay không à, như vậy tức là ngài coi như là vua trần nhân tông đó, đối với uh, thượng sĩ tự trung đó thì ngài tôn mà coi giống như là là thầy của ngài không? thì cái nghĩa là cái phần này ngài có thuật lại thuật lại trong một cái bài coi như bài tựa của tự trung thượng sĩ ngư lục đó không? thì ngài có kể ngài có kể lại cái việc mà ngài cũng uh, một cái đoạn mà ngài uh, coi như là thưa hỏi tham học với thượng sĩ tự trung À, thì trong đó có ghi là à, Nhân cái lúc à, Lúc mà tôi chưa xuất gia Tức là vua Trần Nhân Tông đó Ngài nói là lúc mà tôi chưa xuất gia Thì gặp tuần tang của Nguyên Thánh Mẫu Hậu Tức là của mẹ của Ngài Thì nhân thỉnh thượng sĩ Tức là thử, thỉnh thượng sĩ Tụi Trung đó à, Đến à, đến à, cái tuần tang đó Làm lễ đó Thì thượng sĩ mới trao cho tôi hai quyển lục Về tuyết đậu và giả hiên Tức là tuyết đậu ngữ lục và giả hiên ngữ lục không? À. thì tôi thấy lời nói thế tục quá cho nên mới sanh nghi ngờ bèn khởi tâm trẻ con mà trộm hỏi tức là hỏi thượng sĩ đó là chúng sanh do nghiệp uống rượu ăn thịt thì làm sao thoát khỏi tội báo thì thượng sĩ mới bảo cho biết rõ à, rằng là giả sử có người đứng xây lưng lại rồi chợt có vua đi ngang qua tức là vua đi qua sau lưng đó thì người kia thình lình hoặc cầm vật gì ném trúng vua thì người ấy có sợ không vua có giận không như thế <laughs> nên biết hai việc này không liên hệ gì với nhau thì thượng sĩ nó mới đọc thêm hai bài kệ để dạy là vô thường các pháp hạnh tâm nghi tội liền sanh xưa nay không một vật chẳng giống cũng chẳng mầm Thấy không? tức là các pháp mà giữa thế gian này đó có tạo tác đều là vô thường không? À, thì nhưng mà trong đó mình vừa khởi tâm nghi đó, thì tội nó liền sanh nghĩa là mình có có cái tâm nghi có tâm nghi tâm ngờ đó thì tội nó liền sanh à, còn nếu tâm thanh tịnh xưa nay không một vật á thì trong đó à, lại à, có giống có mầm gì trong đó tất nhiên là à, nghĩa là mình nếu mà tâm nó được thanh tịnh nhưng mà sống trở về chỗ mà xưa nay không một vật đó tức là trước khi mà động niệm đó thì trước khi động niệm đó thì tội nó bám vào ở chỗ nào ha. cho nên là tội là từ tâm sanh tức là tâm nó động niệm ừ. giờ ngày ngày khi đối cảnh 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 từ tâm sanh không? nghĩa là luôn luôn nghĩa là các cảnh hàng ngày đó là từ tâm mà sanh thôi mà tâm cảnh xưa nay không thì trốn trốn ba la mật nếu mà tâm mình á à, được thanh tịnh thì chỗ nào cũng là ba la mật cũng là thanh tịnh là cho nên à, cốt á, là mình soi trở lại nơi nghe là tự tâm của mình là tôi mới lãnh hội ý chỉ của hai bài tụng dây lâu mới hỏi tuy nhiên như thế vấn đề tội phước đâu đã rõ ràng thì thượng sĩ mới lại dùng kệ giải rõ thêm là ăn rau cùng ăn thịt chúng sanh mỗi sở thuộc xưng về trăm cỏ xanh chỗ nào thấy tội phước tức là ăn rau hay ăn thịt đó là tùy theo chúng sanh mỗi mỗi loài có loài ăn rau loài ăn thịt nhưng mà khi mà xưng về thì trăm cỏ xanh chỗ nào thấy tội phước tức là à, nghĩa là khi thời tiết đến tâm mình mà nó được nghĩa là cũng thanh tịnh sáng ngời hết đó à, thì trong cái chỗ thanh tịnh sáng ngời đó, đó à, thì nghĩa là tội phước À, nó sẽ à, trụ vào chỗ nào mà cho nên nghĩa là có tội hay phước là cũng tùy tâm do tâm mình sanh thấy không thì có tội có phước cũng theo đó sanh là còn tâm mà vô sanh thì tội phước sẽ ở chỗ nào à, tôi mới thưa chỉ như gìn giữ giới hạnh trong sạch không chút sao lãng lại thế nào thượng sĩ cười không đáp thấy không thì tôi lại thỉnh cầu ngài lại nói hai bà kệ để ấn định là giữ giới cùng nhẫn nhục mà chuốt tội chẳng chuốt phước à, muốn biết không tội phúc thì chẳng giữ giới nhẫn nhục <laughs> tức là đây ngài nói rằng giữ giới và nhẫn nhục đó là chuốt tội mà không có được chuốt phúc <laughs> tức là giữ giới và nhẫn nhục đó là có tội chứ không có phúc <laughs> à, như vậy tức là sao là cho nên là, là ngài nói là khó còn muốn biết không tội phúc đó, thì chẳng giữ giới nhận nhục ừ. à, ở đây thì ngài nói đến chỗ này là cái chỗ nghĩa là à, coi như là à, sâu của trong nhà thiền để chỉ những người mà có đạt được những cái à, gọi là tâm mà nó vững vàng nghĩa là mình sẽ dĩ mình dữ, mình giữ mình còn giữ giới không còn nhẫn nhục hay không không à, là với tâm mình á nó chưa có thuần. Tức là còn sân cho nên phải nhẫn nhục. <laughs> còn có tạo tội cho nên phải giữ giới. Tức là tâm mình là chưa có nghĩa là à, gọi là rút ráo mà nghĩa là viên mãn. Cho nên là còn giữ giới còn nhẫn nhục á, tức là còn tội. <laughs> tức là chưa có hoàn toàn cho nên còn phải giữ à, cho nên mình còn là muốn biết chỗ không tội phúc đó, nên là chẳng giữ giới nhẫn nhục. <laughs> À, đó là chỗ viên mãn à, trên cái chỗ này nó khó nói bởi vậy cho nên ngày nói thêm bài kệ như khi người leo cây là trong an tự cầu nguy tức là mình à, đang đứng ở dưới đất bằng an ổn không chịu là leo lên cây à, leo lên cây rồi gió thổi rung cái sợ <laughs> tức là trong an mà lại cầu nguy à, cũng vậy à, à, nếu tâm mình mà an ổn thanh tịnh không chịu lại khởi à, khởi tâm khởi tâm gọi là động niệm, rồi khởi tâm động niệm cho nên rồi mới có tạo tội tạo phúc, rồi tạo tội tạo phúc rồi mới lại giữ giới tu hành. <laughs> Còn nếu mà sống trở lại với tâm thanh tịnh, nghĩa là ngay từ ban đầu đó, không thì thì có chỗ nào mà để mà tạo tác, cho nên đây là ngài muốn nhắc người là phải sống trở lại đó. Như người không leo cây thì trăng gió có làm gì? <laughs> tức là đứng đất bằng ăn ổn Thì có lo gì là phải gió thổi rung sợ à, Cho nên là sanh tâm à, Sanh tâm rồi cái thì lại tạo tội Tạo tội rồi cái sám hối <laughs> Phải không? À, cho nên đó là gọi là trong an Mà là cầu nguy đó Thì Ngài mới lại dặn nhỏ Dặn nhỏ tôi là chớ bảo cho người không ra gì biết tức là cái chỗ này là cái chỗ à, phải cẩn thận với cái người mà thật là thâm sâu đó Không thông cảm nhau mới nói chứ còn người mà mà thường thường thì chớ có nói bây giờ nói nhiều khi họ không hiểu hiểu lầm là, là măng quạ tức là sao ví dụ người mà hiểu không tới đó nghe nói là giữ giới mà nhân dục là là tạo tội chút tội chứ không chuốc phúc thì thôi cứ mặc tình không cần giữ giới gì hết <laughs> không không cần nhân gì hết thì cái đó là nguy hiểm <laughs> cho nên là phải đây với cái người mà gọi là Gọi là thông cảm Thì mới mới nói chứ không phải gặp ai cũng nói như vậy à, Thì nguy hiểm à, Thì tôi biết môn phong Của thượng sĩ Cao Vót Một hôm tôi mới xin hỏi ngài Về cái tông chỉ Của cái việc bổn phận Thì thượng sĩ mới đáp là soi sáng lại chính mình là cái việc bổn phận Chẳng tự nơi khác mà được Tức là phản quan tự kỷ Bổn phận sự bất tùng tha đắc Thì nghe xong tôi mới thông suốt được đường vào Bèn vén áo thờ ngài làm thầy đó à, tức là ngày thuật lại đó, thuật lại là những cái đoạn mà ngài tham học với thượng sĩ tự trung đó, tức là còn nhiều nhưng mà đây những đoạn căn bản mà ngài nhắc đó, thì cái cái chỗ quan trọng là ngài hỏi về cái tông chỉ của việc bổ phận thì thượng sĩ mới chỉ rõ là so sánh lại chính mình, đó là cái việc bổn phận chứ còn không có từ nơi nào khác để mà được đó, à, thì cái chỗ này là cái chỗ quan trọng mà nhất là mình tu thiền nữa, tức là luôn luôn phải soi sáng lại chính mình, đó là cái điều chính yếu, đó là cái việc bổn phận căn bản, chứ còn không có thể từ nơi nào khác, từ bên ngoài mà để mà được. thì từ nếu mà xét cho kỹ thì cả một cái hệ nghe là giáo lý một đời của Đức Phật đó là cũng nói cũng nhắc mọi người đó, nhắc mình đó là cũng xoay quanh cái việc này với người khác tức là soi sáng lại chính mình quay lại chính mình thì tu mình tu pháp nào tu nhưng mà cũng phải nhớ cái điều này thí dụ như quý vị mà tu bình thường thôi làm lành lánh dữ thôi thì cũng phải soi lại chính mình Thế không? cho là chính mình tức là làm sao tức là thấy những cái điều xấu của mình để mình bỏ mình làm điều lành chứ là không 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 soi lại mình thì làm sao thấy tức là nếu mà cứ lo soi ra người khác không làm sao thấy cho nên nếu mà soi người khác thì mình thấy cái xấu của người khác không à, mà không thấy cái xấu của mình là <laughs> cho nên à, cái cạn đó là mình cũng phải soi lại mình sâu hơn như các vị mà tu à, về đêm chứng a la hán không? tu à, nghĩa là quán về tứ niệm xứ thì cũng phải soi lại mình không? quán thân quán thọ quán tâm quán pháp đó, cũng soi lại mình à, cho nên đây là một cái điều căn bản nắm vững cái điều này thì tôi nghĩa là nó không có sai lạc ngày vua trần đó ngày thuật lại đó thấy không mà cái đoạn này trong thiền tông bản hạnh thì ngài Trân nguyên đó ngài cũng kể ra à, kể ra cái đoạn này mà ngài kể nó có một cái một điểm mà cũng rất là tế nhị nha à, tức là ngài nói rằng tuệ trung thượng sĩ chỉ nam nhân tông tác lễ mới tham đạo thầy tuệ trung trỏ bảo liền tai tức tâm thị phật xưa nay bục truyền Thấy không tức là đây ngài nói là uh, tuệ trung thượng sĩ đó ngài chỉ rõ cho thấy là tức tâm là phật đó là cái chỗ mà phật truyền từ xưa đến nay là tâm kinh là vốn thấy căn nguyên À, tâm là nhất tự pháp môn thượng thừa, không? À, tức là chỉ rõ tâm kinh đó, không? À, tâm kinh đó, đó là là thấy rõ cái cội nguồn, ừ, mà cội nguồn là cái gì? chính là tâm, cho nên tâm đó là pháp, gọi là nhất tự pháp môn. Đây là cái pháp môn một chữ, pháp môn một chữ tức là một chữ tâm thôi. À, mà tâm bao bọc hết thái hư, tâm năng ứng dụng tùy cơ trong ngoài tâm hiện con mắt lỗ tai hai ăn hai nói mọi tài khôn ngoan à, là thượng sĩ nghe này chỉ nghĩa là chỉ thắng cái yếu chỉ thiền đó nghĩa là ngay nơi tâm thôi đó là cái nhất tự pháp môn mà tâm nó ở đâu <laughs> tức là tâm nó bao trùm cả thái hư à, nghĩa là nó nó khắp hết mà nó nó hiện bài ra chỗ nào là nó ứng dụng ra nghĩa là tùy cơ hoặc trong hoặc ngoài à, à, hiện ở đâu tâm hiện ở chỗ con mắt ở chỗ lỗ tai ở ngay con mắt đó ở lỗ tai đó là nó hiện bài trong đó rồi ở chỗ ăn ở chỗ nói à, nghĩa là luôn luôn là nó hiện bài ngay chỗ đó hết cho nên tâm năng biến hóa chư bang vạn pháp cụ túc lại hoàng như như à, nhân tông hoàng đế điệu ngừ nghe tuệ trung thốt ngộ đà viên thông À, thì đó thì tức là Ngài nhân tông đó ngày nghe từ trung thượng sĩ ngày chỉ vậy đó thì ngài liền tỏ ngộ à, tỏ ngộ cái tâm mình nó hiện bài ngay nghe là trong cuộc sống à, ngay chỗ con mắt ngay chỗ lô tai, chỗ ăn chỗ nói đó à, cho nên đó gọi là nhất tự pháp môn pháp môn một chữ à, à, Thì thiền à, cũng là nhấn mạnh ở chỗ đó <laughs> thì đó, đó là để nói rõ cho thấy cho nên rồi ở đây mới nói là ngài mới kính thờ tệ trung thượng sĩ làm thầy không? rồi những khi à, giặc nguyên sang quấy rối ngài phải xếp việc kinh kệ để lo giữ gìn xã tắc nhờ tình đoàn kết quân dân ngài đã hai lần đuổi được quân nguyên giữ gìn trọn vẹn đất nước không? <laughs> À, tức là với vua trần nhân tông đó thấy không? thì trên cái tinh thần mà trách nhiệm đó, à, thì ngài làm vua và cũng là lãnh đạo dân quân đại việt mà đánh thắng quân nguyên hai lần đó và trong hai lần này nó có những cái hai cái hội nghị mà cũng quan trọng đó là hội nghị bình than rồi hội nghị diên hồng là thì trong cái thời mà gọi là cái thời quân chủ mà mà các ngài đây lại là có những cái hội nghị mà dân chủ, <laughs> hội nghị bình thang là hội nghị của để các của các vị tướng lãnh, còn hội nghị duyên hồng là hội nghị để hỏi kiến các vị bô lão, những vị lớn tuổi và với cái tinh thần mà ngài gọi là tinh thần đoàn kết đó quân dân đó cho nên rồi giữ gìn được bờ cõi à, thì đây là hai có đối nguyên hai lần hai lần tức là một lần là là là, là năm 1285 đó rồi sau đó 3 năm là 1288 đó là lần thứ ba à, vậy là à, coi như là nghĩa là thường thì ở đây với nghĩa là hai lần mà gọi là đánh thắng nguyên nguyên này á, thì gọi là người thường thì thấy rằng à, với ngài Trần Hưng Đạo là ngài lãnh đạo, ngài đạo quân đó, đánh đuổi. Nhưng mà à, với gọi là cái gọi là cái cái, cái, cái lãnh đạo mà tối cao đó, thì chính là phải vua Trần, không? vua Trần là ngài chỉ huy, coi lãnh đạo tối cao. Cho nên đây là ngài coi như là trực tiếp đi vào đó. Không? Vì vậy cho nên à, ở đây mới nói rằng ngài coi như là trên tinh thần là lãnh đạo đó dân quân đuổi được quân nguyên hai lần đó. rồi đến năm quý tỵ tức là 1293 ngài mới gọi là nhường ngôi tức là nhường ngôi cho cho con là trần anh tông rồi mới lên làm thái thượng hoàng rồi ở ngôi thái thượng hoàng để chỉ dạy cho con được sáu năm thì ngài mới sắp đặt cái việc đi xuất gia của ngài trong cái cái phần này tức là giường ngôi cho con là anh tông không? rồi lên làm thái thượng hoàng để mà hướng dẫn hướng dẫn cho, cho vua anh tông à. rồi sau đó thì ngài mới sắp đặt cái việc xuất gia thì khi mà sắp đặt việc xuất gia đó thì ngài có về ở nơi uh, vũ lâm vũ lâm ninh bình đó nơi đây tức là nơi, bây giờ là chỗ có đền thái vi đó À, nơi đây thì cảnh trí rất là đẹp ha. thì cái đoạn này <laughs> ha, đoạn là ngày coi như là ngày chuẩn bị ha, ngày chuẩn bị ngày đi tu nè ha, rồi đến tháng 10 năm kỷ hợi đó tức là một ngày 299 đó ngày mới xuất gia ngày xuất gia vào núi yên tử tu thì đoạn này trong thiền tăng bản ảnh đó ngày chân nguyên đó ngày thuật lại nó nó kỹ hơn ngài nói rằng thở ấy con là anh tông nhường cho tức vị hưng long hiệu rầy tức là nhường ngôi cho anh tông lên giờ lấy hiệu là hưng long à, kỹ hợi nhân tông ra ngoài à, quyết lên yên tử tu chùa qua yên tức là ngài lên yên tử ngài tu ở chùa qua yên à, quần thần nghĩa sĩ dưới trên đưa vua tu đạo thoát duyên phàm trần đến chùa long động mới phân tất trừ phiền não ái ân phát nguyện tức là vua quần thần ha đưa vua đi lên yên tử này tu đưa đến chùa long động này chùa long động tức là chùa Lân mình đây tới đây thì mới chia ra mới phân ra <laughs> à, tức là tức là đưa tới đây rồi à, rồi sau đó thì mới bắt đầu à, thì vua mới đi lên kia còn vua quan rồi trở về à, cho nên gọi là đến chùa long động mới phân tất trừ phiền não ái ân phát nguyện rồi nhân tông khắng khắng lòng tin Thành tâm trai giới bước lên truyền già tức là vua nhân tông đó ngài quyết một lòng ngài tu thôi à, còn cung tầng thể nữ trở ra người về phối thất kẻ ra kinh kỳ <laughs> tức là mặc cho để cho các cung tầng thể nữ đó trở về hoặc là người về lập gia đình hoặc người ra kinh kỳ làm ăn tùy à, không có gọi là à, bắt phải thế này thế kia nữa mặc ai ra chợ về quê hay không canh nông buôn bán làm chi mặc lòng tức là tùy à, bây giờ coi cho tự do à, tức là coi, coi như là buông buông xả hoàn toàn không? đi tu thôi à, thế gian vạn sự của chung sinh không tử lại hoàn không những là <laughs> tức là ở thế gian là vạn sự của chung thôi chứ không có gì là của mình hết không có thấy của mình hết thì có cái gì đâu mà phải giữ cho mình Hay không à, cho nên ở đây là ngài đi tu rồi thì thì, thì cung tầng thế nữ đó ngài cho về tùy không nghĩa là tùy nghĩa là uh, ai nghe là về làm ăn hay là uh, lập gia đình gì đó là tùy thôi coi như ngài không còn là là thuộc của ngài nữa rầy trẫm đầu phật xuất gia trăm đường rủ hết lòng hòa tiếc chi <laughs> bây giờ đã quyết lòng xuất gia rồi thì không còn tiếc gì nữa hết không? à, thì đó thì cho nên đây cũng là một cái kinh nghiệm đó mà nhất là quý vị mà quý vị mà gọi là trung niên xuất gia có gia đình rồi xuất gia rồi đó, thì cũng phải dứt phát vậy đó, <laughs> à có thể là xuất gia là phải dứt phát là xuất gia rồi là đi tu thôi là là không còn phải vướng bận chứ còn có khi với à, xuất gia rồi mà cũng còn phải bận biểu đó à, cho nên là trước là à, trước là có có vị nào đó xuất gia rồi thì thì bà bà bạn ở nhà đó bà nghe bà bạn ở nhà bà có ai đó muốn muốn tiến tới cái thì ông này là ông ông thấy là là rung rinh <laughs> là ông xuất gia không yên rồi là ông có chạy về đó à, cho nên đây là những cái kinh nghiệm đây thì vua trần đó cái ngày xuất gia rồi đó, là ngày dứt phát coi như là ở đời muôn sử của chung mà không có của riêng tới bây giờ xuất gia rồi á thì coi như là không còn của mình gì nữa hết <laughs> Thấy không? Nà, thì coi như là ngày quyết ngày tu nà, mà thật sự là vua trần nhân tông là ngày quyết tu phải không cho nên lên đây tu là ngày tu hạnh đầu đà khổ hạnh cho nên đây mới nói là ở đây ngài chuyên cần tu tập theo hạnh đầu đà lấy hiệu là hương vân đại đầu đà mà sau gọi là đổi lại là trúc lâm đại đầu đà đó tức là khi mà vua trần nhân tông ngày đi tu đó ngày tu là theo cái hạnh khổ hạnh, ha? À, chứ không có gọi là uh, sống sang cả, cho nên rồi thường ngày, ngày, ngày phát nguyện là ngày đi ngày xưa là đi kiệu đi xe đi ngựa rồi bây giờ là ngày đi bộ, à, cho nên là trong trong sử mới kể là, là là khi mà 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 khi mà gần gần sắp uh, nên gần sắp tịch trong thời gian gần sắp tịch thì có người nhà và lên báo là có người, người người chị là công chúa Thiên Thụy bị bệnh á, thì ngài đi bộ về kinh đi bộ về kinh đô Thăng Long, sau đó ngài mới đi bộ về, đi bộ về và tới chùa làng Cổ Châu ngài mới viết bài kệ là thế số nhất tức mặt đó thời tình lưỡng hai ngân đó, nào tức là ngày coi như ngày, ngày đi tu là tu là là quyết chí tu thật sự, nghe không? cho nên rồi chứ không phải là gọi là đi tu mà gọi là lấy lệ, nghe không? Ừ. Con người ngày rất là dứt phát, nghe không? Rồi sau đó cho nên rồi ngài mới thành tựu những cái gọi là những cái những cái gọi là công đức cũng là lớn lao trong cái cuộc đời xuất gia của ngài, không? Đó sau đó ngài mới lập chùa cất tinh xá khai giảng để tiếp độ chúng tăng học chúng đua nhau đến rất là đông à, sau à, ngài mới đến chùa phổ minh ở phủ thiên trường lập giảng đường à, cũng giảng dạy mấy năm à, tức là tháng giêng tháng giêng năm 1303, đó ngài mở cái, ngài có mở một cái pháp hội gọi là pháp hội vô lượng ở tại chùa phổ minh ở đó ngài bố thí vàng bạc, tiền lụa để mà chẳng cấp đó chứ cho những người nghèo à rồi ngài giảng kinh, ngài thế giới ha. Rồi sau đó ngài lại vân du đến trại Bố Chính là lập am tri kiến rồi ở đó. ha Thì như vậy tức là giới cái ngài là vừa tu thiền nhưng mà cũng vừa giảng kinh, thuyết pháp ha, tức là thiền giáo đồng hành. ha Chứ, chứ không phải là giống như là gọi là một một bề tu thiền giống như bên Trung Trung Hoa thì thường thường gọi là thiền mà thiền tông đó, thì các thiền sư đó ít có giảng kinh thuyết pháp nghe không mà giảng kinh thuyết pháp là thuộc về các vị thuộc về giảng giảng sư thuộc về binh giáo còn ở đây thì với ngài là chủ trương là thiền giáo đồng hành cho nên là cũng giảng kinh cũng thuyết pháp cho mọi người được hiểu mà chính cái chỗ này đó Ừ, là cái chỗ mà gọi là thiền của gọi là thiền tông Việt Nam đó là cũng là một cái nét gọi là đặc đặc sắc của việt của nó không? mà kinh nghiệm người tu thiền mà thế giới sáng được cái lý đạo thì mình sẽ thấy được những cái lý kinh nó cũng rất là sáng sủa rất là sâu cho nên nếu mà giảng kinh thì nó giảng được những cái lý nó nó, nó sâu lột được những cái ý mà coi như là ngoài chữ nghĩa cho nên người nghe thì nghe cũng cảm được sâu vì vậy, vậy cho nên là e, giảng kinh nó càng hay và người nghe cũng càng có nhiều lợi ích chứ không có trở ngại gì <laughs> cho nên đây gọi là ngày chủ trương là thiền giáo đồng hành không? đến năm giáp thìn 1304, ngài mới dạo đi khắp nơi phiên dân dẹp bỏ những dâm từ tức là những cái miếu mà thờ thần không có chánh đáng rồi và dạy họ tu hành thập thiện à, tức là ngài đi sâu vào trong quần chúng không? rồi phiên dân đó, dẹp những cái nơi mà thờ không có đúng không có chính đáng rồi dạy người dân tu thập thiện tức là ngài linh động tùy duyên không? chứ còn không phải cố chấp là phải dạy cho cái lý thiện cao sâu à, rồi những người mà gọi là bình dân thì sao họ không hiểu tới thì, thì sao cho nên là tùy theo căn cơ theo uh, trình độ của mỗi người và ngày uh, ứng dụng ngày tùy duyên à. vào mùa đông năm ấy vua anh tông mới dân biểu thỉnh ngài về đại nội để truyền giới bồ tát tại gia à. thì trong này uh, gọi là trong cái cái phần gọi là viễn thánh đăng lục đó có có kể là hôm mà coi như là ngài tức là điệu ngữ đó ngài vào trong thành thì trong đó là vua anh tông đó mới ra mới ra lệnh cho các vị vương công bá quan rồi đó đều nghĩa là chuẩn bị nghi lễ đón tiếp mà nghĩa là rất là long trọng rồi sau đó nghĩa là họ cũng đồng thọ giới luôn tức là vua thọ giới và quan rồi cũng thọ giới coi như là vua quan đều thọ giới bồ tát hết <laughs> như vậy tức là cái cái thời này thì coi như coi như là gần như là đa số vua quan đều là Phật tử hết <laughs> Phật tử Phật tử thọ Bồ Tát giới luôn là sau đó ngài mới chống gậy đến chùa Sùng nghiêm ở núi Linh Sơn à, Linh Sơn tức là tức là Chí Linh á Linh là bây giờ là, tức là Hải Dương đó, để truyền bá thiền tông thì đây là mở đầu pháp hội ngài mới niêm hương rồi báo ăn xong bước lên tòa À, vị thượng thủ mà Bạch Trì V vân V vân à, rồi ngài mới nói tức là đây là cái nghi thức à, tức là nghi thức à, bắt đầu khai pháp đó à, theo trong nhà thiền à, tức là ngài mới nói là Thích Ca Văn Phật vì một đại sự mà xuất hiện à, giữa cõi đời này suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời nay ta vì các ngươi lên tòa này biết nói chuyện gì đây à, Tức là sao Tức là đây là Ngài lên tòa rồi Ngài mới nói là Đức Phật Tết Ca đó, Ngài vì một cái việc lớn, đại sự tức là việc lớn à, mà xuất hiện ở giữa thế gian này. Thấy không? Nhưng mà rồi suốt 49 năm Ngài thuyết pháp, tức là 49 năm mà chuyển động đôi môi, tức là 49 năm thuyết pháp đó. Thấy không? Nhưng mà cuối cùng rồi đó, thì Ngài bảo là chưa từng nói một chữ nào hết, chưa từng nói một lời nào hết. Tức là sao? Nói 49 năm rồi Ngài nói là chưa từng nói một lời nào hết. À, à, như vậy tức là đây là Ngài muốn, muốn nói, là muốn nhắc nhở à, trong gọi trong hàng đệ tử đó, không? là phải làm sao không? phải đạt được cái ý, gọi là cái ý mà Ngài muốn chỉ, chứ còn đừng có chấp theo cái lời nói, đừng có chấp theo ngôn ngữ. Không? Nói đó, không? nhưng mà cái ý không phải ở trên lời nói à, mà thấy được cái ý ngoài lời đó đạt được cái ý đó rồi mình ứng dụng mình sống thì cái đó mới là cái thực chứ còn chấp theo trên lời nói theo chữ nghĩa đó à, là những cái lầm lẫn à, rồi nghĩa là mê cũng không chừng nữa à, cho nên là đây là ngày nhắc nhở mọi người đó tức là phải đạt được cái ý mà quên cái lời à, thì khi mà vua tức là đây là ngài điều ngự giác hoàng đó ngài bảo như vậy thì ngài nói như vậy thì bây giờ đây đức phật là còn như vậy thì bây giờ còn ngài đó ngài lên tòa này thì ngài biết nói gì đây là đó là trước khi nói thì ngài đã coi giống như đây là 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 đã chặn trước đó là mọi người là phải thấy được cái gì đó chứ không thể chấp trên cái ngôn ngữ à, ngồi dây lâu ngài mới ngâm bài thơ bài kệ là thân như hô hấp tỷ trung khí thế tự phong hành lãnh ngoại vân đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú bất thị tầm thường không quá xuân à, tức là bản dịch thân như hơi thở ra vào mũi đời giống mây trôi đỉnh núi xa tiếng quyên từng chập vần trăng sáng đâu phải tầm thường qua một xuân à, ngài mới vỗ bàn một cái thì nói không có gì sao ra đây ra đây đó như thế buổi mà gọi là buổi khai pháp gọi là đầu tiên đó khai pháp trong nhà thiền đó, là vậy đó. nghĩa là đây thì cái bài kệ này cũng rất hay thân như hơi thở ra vào mũi đời giống mây trôi đỉnh núi xa tức là nói rõ thân của mình đây không thì cái mạng sống của nó rất là mỏng manh cũng giống như là hơi thở ra vào trong mũi Hít vô thở ra, hít vô tử ma không? Mà không hít Thở là chết liền à, Chỉ cho cái thân rất là mỏng manh không? À, không có bền chắc gì hết à, Còn đời không? Đời à, Thì giống cũng như là Mây trôi à, trên đỉnh núi xa vậy thôi Cũng tạm bỡ Chứ không có bền chắc à, Giống như đám mây trôi Hộp đó, rồi nó cũng tan đó thôi Không có bền chắc gì hết à, Thân mình không có bền chắc thế gian ở ngoài đời cả cuộc sống đó, cũng không có gì bền chắc hết à. thì đó là để cho nhắc nhở thấy không? cho mình là không có phải bám chấp vào cái thân này bám chấp vào cái thế gian kia à. nhưng mà nếu mà chỉ dừng ngay đó thôi á, thì mình thấy nghe là nó thật là buồn <laughs> nếu mà chỉ dừng ngang đó thôi thì thấy nghĩa là vậy là mình tu hành có nhiều đó thôi sao vậy là rất là là buồn bã vậy thấy cái gì rồi cũng là vô thường cũng là tạm bỡ ha và nếu mà đạo Phật mà chỉ dừng ngang đó thôi thì đạo Phật cũng nghĩa là cũng không có gì cao siêu lắm không? cho nên rồi có nhiều vị mà nghiên cứu nghiên cứu đạo Phật mà nghiên cứu không có đầy đủ á thì chỉ dừng ngang chỗ này thì cũng thấy vậy đó, cũng thấy nó là đạo Phật dạy người là bi quan, ha, Dạy người là bi quan là yếm thế, không? Thì Khiến người ta thấy nói cho gì đời là cũng à, vô thường, cũng tạm bợ, cũng quyển quá, phải không? Vậy là khiến người ta hết muốn làm ăn gì hết, <laughs> phải không? À, nhưng mà ở đây à, thì trước là nói cho rõ để cho mọi người thấy rõ cái lẽ thật của thân nó là mỏng manh tạm bợ như vậy đó đời nó là như vậy đó nhưng mà nó, ở trong đó nó còn có cái gì nữa để cho mình phải nhận ra để mình mình sống à, mình vươn lên cho nên hai câu sau người ta nói là tiếng quyên từng chập vần trăng sáng tức là chim đậu quyên đó ở trong đêm tiếng à, quyên cũng gọi là chim uh, chim cuốc đó à, trong đêm nó kêu kêu từng chập lâu, à, từng chập từng chập à, rồi ở trên đó là vầng trăng sáng thì quý vị biết chim đỗ quyên nó kêu đó là muốn nói lên ý nghĩa gì đó là nhắc nhở mình nhớ lại một cái gì đã bỏ mất bởi vì chim đỗ quyên đó thì quý vị có biết cái tích chim đỗ quyên sao mà nó thành chim đỗ quyên không Trung, Quốc đó là do ông vua ông vua mà gọi là mất nước đó <laughs> mất nước rồi cái thì cho nên rồi tiếc nhớ nước hoài đó, cho nên mới kêu cuốc 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 đó cuốc là quất 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 đó quất 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 tức là quất là nước cho nên vua mất nước <laughs> mất nước là chết thành chim đỗ quyên cứ kêu hoài đó là nhớ nước <laughs> cho nên bà nguyễn thanh quang cái, mà khi mà cái bài thơ mà qua đều ngang và có là nhớ nước đau lòng con quốc quốc đó <laughs> tức là nhớ nước đau lòng con quốc quốc tức là công con quốc Con quốc đó à, nó kêu là nhớ nước à, nhớ nước thì ở đây thì tất nhiên đây muốn nhắc mình vậy là công chim đại quyên đó nó kêu là nó muốn, muốn nhắc mình và nhớ lại nhớ trở lại cái gì cái gì đã mất thì đây từng chập từng chập đó à, nó kêu đó là nhớ mình có vần trăng sáng <laughs> cho nên tiếng quyên từng chập vần trăng sáng à, nhắc mình phải nhớ lại có vần trăng sáng ở trên đầu mình đó, ha, mà mình luôn luôn bỏ quên, nhớ lại thấy được cái vần trăng sáng đó thì đời, coi như đời của mình đó là nó vươn lên, chứ không phải là ở trong cái vô thường đó mà nó hoàn toàn nó, nó vô thường hết không có gì, trong đó còn có vần trăng sáng, Vần trăng sáng đó là chỉ cái gì, nó là trăng sáng đó là chỉ cho cái là, là tánh giác của mình đó, mình có một cái tánh giác chân thật đó, nhớ trở lại cho đó ha chứ đâu phải tầm thường qua một xuân tức là trong đó không phải là chỉ có một cái mùa xuân là nó qua trôi qua xuân thôi bỏ xuân thôi tức là mùa xuân đến không? rồi cái thời mùa xuân nó qua xuân không còn gì hết thì đó là sự vô thường mỏng manh còn trong đây đó còn có một cái chân thật chân thật bất sanh bất diệt thì cái người tu mà khéo nhận trong cái vô thường nhận ra cái chân thật đó để mà sống đúng không? À, thì cái đó là từ trong vô thường mà vươn lên làm chủ trở lại à, thì như vậy đâu phải là bi quan yếm thế đó mà là một cái sức sống vươn lên không? vì vậy cho nên à, đó là một nghĩa rất là cao siêu không? mà chính ở chỗ này thiền sư mãn giác đó cái bà kệ của ngài ngài cũng nói lên cái ý đó không Ban đầu thì nó là à, xương đến đó, thì trăm qua nở không còn xương đi thì trăm qua rụng đó không Việc đời thì cứ trôi qua trước mắt hay không hay không rồi trên đầu thì già đến rồi Tuy nhiên là cũng là vô thường nhưng mà chớ bảo xuyên tàn qua rụng hết phải không à, đêm qua sân trước một cành mai tức là đêm qua trước sân cũng còn có cành mai và trong cái vô thường nó còn có cái gì đó chân thật bất diệt à, đó à, à, thì người tu phải nhận ra chỗ đó à, để mà sống không? cho nên đây thì vua trần ngày cũng coi như là khai thị chỗ đó do đó mà nói bà kể đó rồi thì ngài mới vỗ bàn một cái bàn cái ngài bảo là vậy thì không có gì sao ra đây ra đây <laughs> à, vậy trong đây nghe là không có gì hết hay sao à, vậy thì ra đây không? tức là mọi người đành chôn vùi chính mình ở trong cái vô thường đó sao chôn vùi ở trong cái vô thường nó mãi trống rỗng ra hay sao à, cho nên ngài, ngài mới coi như nhấn mạnh lại à, ra đây ra đây đó là muốn nhấn mạnh mọi người đã phải nhận ra cái gì đó. đó, đó là gọi là cái bắt đầu của cái buổi gọi là à, khai đường.Ở đây có vị tăng hỏi thế nào là Phật? Đó, thì ngài đáp là nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Hỏi thế nào là Phật? nên Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Hỏi thế nào là pháp? cũng nhận đến như xưa vẫn chẳng phải hỏi thế nào là tăng cũng nhận đến như xưa vẫn chẳng phải đó, nghĩa là không có giải thích nghĩa là theo chữ nghĩa ừ. tức là sao hỏi là phật thì nhận đến như xưa vẫn chẳng phải mình nghĩa là nhận được nếu mà có nhận được không như xưa đó như trước đó rõ ràng đó cũng vẫn chẳng phải tức là trong đây nghe là không có gì thêm bớt hết hỏi thế nào phật thì cái gì mà vừa hỏi đó cái mà vừa hỏi đó là gì cho nên là ngài không nói gì hết chỉ nhận đến như xưa vẫn chẳng phải là muốn nhắc mình phải soi lại ngay cái chỗ mình đang hỏi ngay chỗ mình đang hỏi đó là gì đó. tức phật cũng không rời cái mình đang hỏi đó rồi hỏi thế nào là pháp cũng vậy nghĩa là mình vừa hỏi đó là cái gì thì soi trở lại ngay chỗ đó thì mình sẽ thấy được pháp còn nếu mà nói pháp là thế này là thế kia là thế nọ đó cũng là pháp văn tự pháp chữ nghĩa chứ không phải là cái pháp sống rồi thế nào là tăng cũng vậy thế nào là tăng thì cũng ngay chính mình vừa hỏi đó thì cái đó là cái gì thì soi trở lại chỗ đó thì mình sẽ thấy cái gì là tăng liền <laughs> à, à, còn nếu mà có cái chỗ để cho mình nhận mình hiểu đó là thuộc về bên ngoài à, tức là không còn phải là phật pháp tăng sống nữa à, à, cho nên đó là ngài muốn chỉ thẳng à, chỉ thẳng ngay chỗ mình đang hỏi đó à, à, thì người mà gọi là khéo soi trở lại không? À, chính cái chỗ đó là rõ được phật pháp tăng mà đó là gọi là phật pháp tăng sống nghĩa là nếu, nếu mà không không có không có gì hết thì cái gì biết hỏi Thấy không? cái gì biết khởi hỏi thì biết hỏi đó thì cái đó đó phải nhận lại chỗ đó rồi ông tăng hỏi vậy là cứu cánh thế nào tức là rốt ráo thì thế nào thì ngài đáp là chữ bác đã bài trao hết sạch đâu còn có việc nói cùng ngươi không Chữ bác đã bài trao hết sạch rồi Đâu còn có việc gì mà nói cùng ngươi nữa Chữ bác Chữ bác tức là đây nè Hai cái chân mày nè Mày này ngay đây là nó rõ ràng rồi hai cái mày đây ha, thì tất nhiên là cái chỗ này là bên đây là chân mày bên đây bên đây tức là ngay trước mặt mình đây là cái lẽ thật nó đã bài sẵn lên đây hết rồi không còn phải có cái gì giấu giếm nữa hết ha, nghĩa là ngay trước mặt mình đó Thấy không thì à, gọi là cái là cái, cái lẽ thật cái lẽ thiền mà Ngài muốn chỉ á, thì đó là đã bài trong đó hết mình khéo mình nhận trở lại là xong còn nếu mà suy nghĩ á, thấy không thì liền qua mất à, còn mong muốn nói thêm cái gì đó để cho mình hiểu đó thấy không là trái xa à, tức là nói cho mình hiểu thì mình hiểu đó là hiểu theo cái chữ nghĩa à rồi ông tăng lại hỏi thế nào là một việc hướng thượng một việc hướng thượng tức là đến tức là chỉ cho đến cái chỗ chân thật đó à, thì ngài đáp là đầu gậy khiêu nhật nguyệt thế nào là việc hướng thượng à, hướng thượng tức là cái chỗ đến cái chỗ chân thật đó à, cái chỗ mà gọi là tột cái lý thiền đó thì ngài đó, đầu gậy khiêu nhật nguyệt tức là đầu cái đầu gậy mà nó khiêu tới mặt trời mặt trăng Tuy nhiên đầu gậy mà làm sao mà khiêu mặt trời mặt trăng Cây gậy ở đây mà nó khiêu tới mặt trời mặt trăng làm sao khiêu à, đó, là muốn ngầm chỉ là mình phải thấy vượt qua cái đầu gậy Để mà thấy nghĩa là trước khi gọi là nói năng Trước khi mà có ngôn ngữ Tức là phải thấy đạt được cái ý ngoài lời Muốn nghe là thấy được cái chỗ hướng thượng đó Là phải thấy trước khi Mà nói ra ngôn ngữ à, À, cho nên chứ không có kẹt cái ngôn ngữ Cho nên gọi là đầu gậy mà khiêu nhật nguyệt à, à, Tức là thấy mà gọi là Thấy vượt qua cái lời nói à, Thì ông Tăng ông nói là Như vậy thì dùng công án cũ đó để làm gì à, Tức là cái đó cũng là công án cũ thôi Thì Ngài nói là một, một lần nhắc lại là một lần mới à, Một lần nhắc lại là một lần mới Tức là nói đây Ngài nói đây á, là đang nói với ông đây nè Đang đối diện với ông đây thì cũ ở chỗ nào đâu nghĩa là ông hỏi thì ta nói đây thì đang nói đối diện với ông đây thì cũ ở chỗ nào là còn bây giờ ông nói cũ đó là chính ông đang sống với cái cũ à, thì mình đây cũng vậy đó nhiều khi mình cứ nghe câu đó à, nói ra cái thì mình đã từng nghe rồi cái mình nói câu đó câu cũ nhưng mà sự thật đó khi mà thiền xưa thì nói ra là nhằm đánh thẳng vào ngay cái trước mắt đây, còn mình á, là mình nhớ trở lại cái quá khứ sống với cái tâm cũ cho nên mình thấy cũ, à, bởi vậy cho nên người mà gọi là học thiền hay là nghe thiền đó là phải luôn luôn giữ được cái tâm mà gọi là nó mới mẻ, nó trống rỗng thì mình nghe mới cảm nhận được những cái những cái mới mẻ chứ còn không á thì mình có khi thì mình bị cái gọi là cái những cái gọi là cái kiến thức cũ đó nó che. Thí dụ à, nghe nói là hỏi thế nào là nghe nói là thế nào là Phật là tức tâm tức Phật. ha thì mình lại nghe nói tức tâm tức Phật rồi mình 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 thấy cái câu đó nó quá cũ rồi. Mình nghe nhiều lần quá rồi. Câu tức tâm tức Phật nghe quá nhiều lần nè, cho nên nó cũ rồi thành ra mà chính mình thấy nó cũ rồi cho nên nghe cái xem xem thường không thấy có gì hay trong đó à, còn nếu mà thí dụ cái người mà mới ban đầu chưa từng nghe gì hết mà nghe được câu đó đó thì thấy nó có cái gì nghĩa là mới mẻ trong đó liền à, đó là bởi vì nó bị mình nghe và bị với cái sống với cái tâm quá khứ không? à, thì ở đây cũng vậy vừa trần đó nè mỗi một lần nhắc lại là mỗi một lần mới à, à, thì ông nghe đó, ông phải cũng nghe với cái tâm nó thật là mới, à, chứ còn đừng có chết theo gọi là cái chỗ uh, cũ, uh, xưa đó. Rồi ông Tăng hỏi còn thế nào là giáo ngoại biệt truyền? À, à, chưa đáp là ẩn ương, nhảy không khỏi đấu. À, thế nào là giáo ngoại biệt truyền? Là ẩn ương, nhảy không khỏi đấu. À, tức là con ẩn ương, nhảy không ra khỏi cái đấu. À, giáo ngoại biệt truyền tức là truyền riêng ngoài kinh giáo à, mà đã là giáo ngoại mà bây giờ mình muốn giải thích nữa sao à, đã gọi là giáo ngoại nè giáo ngoại biệt truyền mà hỏi thế nào tức là muốn giải thích như sao à, mà giải thích tức là mình chờ chờ giải thích để mà hiểu hay không mà chờ giải thích để mà hiểu đó, là tức là rớt lại trong cái đấu rồi chứ gì Tức là tức cũng rớt lại trong chữ nghĩa Đây gọi là giáo ngoại biệt truyền Mà bây giờ mình muốn hỏi Rồi cái chờ để giải thích cho mình hiểu Thì vậy tức là cũng rớt lại ở trong chữ nghĩa Cho nên nói là Ảnh ương nhảy không khỏi đấu à. Rồi ông Tăng hỏi Nhưng mà sau khi ra khỏi đấu thì thế nào Sư bảo Tức là Ngài lại bảo lại theo con ếch nhảy xuống bùn <laughs> Ra khỏi đấu rồi thì thế nào Lại theo con ếch nhảy xuống bùn đã ra khỏi đấu rồi không? thì sao còn phải hỏi lại nữa <laughs> nếu mà anh ương không? anh đương mà nhảy ra khỏi đấu rồi không? tức là nhảy ra khỏi chữ nghĩa rồi không? mà tại sao còn hỏi nữa mà còn hỏi nữa tức là sao là cũng dính chữ nghĩa nữa cho nên là lại theo con ếch nhảy xuống bùn nữa <laughs> đó. tức là ngay đó là ngài muốn nhắc ngay đó mà còn chưa tỉnh là sao đó thì ông tăng nói Vậy là cũng vẫn là nhảy Chẳng khỏi Từ ngày bèn lớn tiếng Ngài nạt cái cả mù Thấy cái gì Đó là nhấn mạnh lại Ông thấy cái gì mà ông nói như vậy gần lại xem Nhưng mà đây nghe nói thấy cái gì đó Mình có, tưởng đâu thấy cái gì đó Có chỗ thấy Lại cũng là nguy nữa Thì ông Tăng nói là Đại tôn đức Lừa người làm gì Tức là ngài chứ có gạt Từ ngài liền hừ hừ ông tăng ông mới suy nghĩ à, suy nghĩ tức là chậm rồi cho nên ngài liền đánh thì ông tăng lại suy nghĩ để hỏi ngài liền hét Rồi vị tăng cũng hét à, ngài mới hỏi lão tăng bị một cái hét hai cái hét của ngươi rốt cuộc thế nào nói mau nói mau à, thì ông tăng suy nghĩ ngài lại hét một tiếng nữa <laughs> mới nói là con trồn quang quỷ quái vừa rồi tinh lanh giờ ở chỗ nào À, thì bị tăng liền lễ bái lui ra, à, tức là đây cuối cùng là thôi khỏi phải nói nhiều, đó là, thì đó là mới thấy là uh, trong cái cái buổi uh, gọi là thượng đường này là cũng là uh, uh, cũng là là đặc biệt đó, cũng hét rồi cũng <laughs> uh, cũng mạnh bạo đó, thấy không thì cái này người mà mới mới học thiền thì thấy rất là là lạ, thấy không? nhưng mà khi mà nghiền ngẫm tham cứu sâu rồi thì mới thấy được những ý sâu cho nên là những cái điều này mà quý thầy ban đầu cũng vậy ha. ban đầu có nhiều vị có nhiều khi đọc cái sách thiền đó mình đọc thấy nghĩa là giống như là cái chuyện nói đâu đâu không không có chính dáng gì tới mình hết <laughs> nhưng mà khi mà lâu ngày cảm nhận rồi mới thấy rất là nghĩa là là ý vị rồi có ông tăng hỏi Đại tôn đức khổ nhọc tu hành đã trải qua nhiều năm, thì đối với sáu thông của Phật, ngài được mấy thông? À, tức là ông tăng hỏi là bây giờ ngài đó ngài tu hành khổ nhọc lâu rồi đó, nhiều năm rồi, thì đối với sáu thứ thần thông của Phật ngài được mấy mấy thông rồi? Tức là sáu thần thông của Phật là thiên nhãn thông, thiên nhãn thông là con mắt cõi trời thấy suốt qua cả vách tường nữa, thiên Dĩ thông là lỗ tai nghe suốt qua tất cả xa từ cái từ xa nữa, ha rồi túc mạng thông là nhớ được quá khứ nhớ được quá khứ những kiếp này kiếp kia mình làm gì gì đó, không? rồi thần túc thông thần túc thông là, là có thể biến quá không? biến quá hoặc là bay đi nữa đó gọi là thần túc thông thần túc thông rồi còn có gì nữa à, tha tâm thông <laughs> tham thông như lậu tận thông phải không tham thông là biết được tâm ý của người khác phải không? Còn lậu tận thông đó là mới giải thoát đó là cái thông này là thông giải thoát tức là sạch hết những cái phiền não thì vậy cho nên đây thì hỏi là là gì ngài được mấy thông thì ngài đáp là cũng được sáu thông <laughs> vậy thì ngài cũng được sáu thần thông thì nói vậy là có nói dối không cho nên rồi ông tăng long hỏi thôi thì giờ năm thông kia đó xin gác lại còn thế nào là tha tâm thông nè à? tha tâm thông tôi biết được tâm ý của người khác là thì ngài mới đáp là, đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm như lai đều biết như lai đều thấy là tha tâm thông thì cái này à, quý vị mà có học kinh kim cang á, thì rõ tức là trong kinh kim cang đó, không? À, thì phật à, mới nói là về gọi là cái nói với ngài tu Bồ đề đó về các thứ tâm, à, tức là nói là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc đó, vị lai tâm bất khả đắc, tức là tâm quá khứ cũng không thật, tức là không thể được, tâm hiện tại cũng không thể được, tâm vị lai cũng không thể được, ba thứ tâm đều không thể được hết. À, thì trong đó À, Phật mới nói rằng với với Phật không thì thí dụ như là ở trong tất cả những cái quốc độ mà ở mười phương này ngài ví dụ như là số cát sông hằng không số cát ở sông hằng đó có bao nhiêu số cát đó thì mỗi một hạt cát đó bây giờ là là một cái cõi nước không? một hạt cát đó là một cõi nước mà bao nhiêu hạt cát đó là bao nhiêu cõi nước rồi cộng chung bao nhiêu cõi nước đó không à, rồi trong đó đó là có bao nhiêu sông hằng à, ở trong đó có à, có bao nhiêu sông hằng rồi trong đó rồi bao nhiêu hằng đó có bao nhiêu hạt cát cộng lại đó thì chúng sanh mà rồi trong đó là bao nhiêu chúng sanh đó à, ở trong mà từng cái gọi là từng cái hạt cát đó không thì mỗi chúng sanh đó có bao nhiêu thứ tâm thì ngài đều biết hết ngài đều thấy hết thì quý vị thấy làm sao mình hiểu nổi <laughs> nhà Phật tức là đều thấy hết đều biết hết Đúng không? thì à, cho nên là người mà đọc tới đó thấy về là không, biết làm sao mà ngài biết ngài thấy hết à, nhưng mà sự thật cho nên là sau đó ngài nói là bởi vì tại sao ngài mới giải thích tại sao là bởi vì tâm quá khứ không thể được tâm hiện tại không thể được tâm vị lai không thể được à, lý do là ngài thấy hết thì ở đây nếu mà hiểu được chỗ đó, đó thì mới thấy được chỗ này thì ngài cũng nói ngài được tham tâm là chỗ đó mà chính bây giờ đây á, thì ở trong đây quý vị ngồi đây chứ quý vị có bao nhiêu thứ tâm là tôi cũng biết hết à <laughs> là biết tại sao là gì bao nhiêu thứ tâm đó đều thuộc về quá khứ tâm quá khứ bất khả đắc tâm hiện tại bất khả đắc tâm vị lai bất khả đắc đều là tâm vọng tưởng đều tâm không thật đều tâm sinh diệt hết bởi vì có bao nhiêu thứ tâm thì dù cho là trăm ngàn muôn ước thứ tâm người đó là cũng đều là đều là cái tâm sinh diệt đó, đều tức tâm không thật còn nếu mà tâm thật thì đâu có nhiều thứ nghĩa là tâm thật thì nó không có nhiều thứ còn có nghĩa là nhiều thứ đó là biết là nó không phải rồi thì biết hết là một cái đều là tâm hư vọng cho nó biết rõ ràng không còn sai sót nữa cho nên dù cho cái gì là nói tâm gì tâm gì thì biết chung cái là điều là tâm hư vọng cho nên biết hết biết không sót à. 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 thì đây cho nên đây là ngày đó là ngày có tha tâm thông là như vậy đó <laughs> à, biết hết nghĩa là không có sai lầm gì hết à. thì ông ông tăng à, ông liền đưa cái nắm tay ông nói đã biết hết thấy hết vậy thì có biết biết cái này là Phật gì chăng <laughs> biết hết thấy hết vậy biết cái này là vật gì chăng à thì ngài mới đáp là như có như không, chẳng phải không, chẳng phải sắc. Như có như không, chẳng phải không, chẳng phải sắc. Thì quý vị biết cái này là cái gì không? Ở đây nói cái này nhưng mà muốn chỉ là ngay con mắt á. Cho nên cái chỗ đó nó không phải có không phải không, gọi là như có như không mà chẳng phải không chẳng phải sắc đó. Tức là phải thấy thấy chỗ này là phải thấy là trước khi mà đưa cái tay này lên đưa tay lên nhưng mà cái gì mà đang đang thấy đó thì cái đó đó muốn nói chỗ đó thế nên cho nên đưa nắm tay lên nhưng mà phải thấy trước cho cái chỗ mà trước khi đưa nắm tay lên đó là một đoạn mà coi như là nói về gọi là cái gọi là cái tha tâm thông không cho nên tha tâm thông mà đối với trong nhà thiền thì ngài không có nói không có giải thích theo ở trong giáo trên trong thiền là có một cái cách chỉ đặc biệt trực tiếp còn theo trong giáo thì mới giải thích là nó theo chữ nghĩa tha tâm thông là biết được tâm ý người khác vân vân ở đây ông tăng hỏi xưa đó xưa có vị tăng hỏi hòa thượng lăng gia là thanh tịnh bản nhiên vì sao chợt sanh sơn hà đại địa ý chỉ thế nào thì ngài đáp là thật giống thuyền chài ra biển, à, rồi ông tăng hỏi thêm ý này thế nào? thì ngài mới đáp ai biết nơi chốn khối sóng xa khơi kia riêng có chỗ nên suy nghĩ, à, tức là đây dẫn có ông tăng hỏi ngài lăng gia là thanh tịnh bản nhiên vì sao chợt sanh sơn hà đại địa? đây là dẫn ở trong kinh lăng nghiêm, à, trong kinh lăng lăng nghiêm ngài phú lầu na đó, ngài hỏi đức phật đó là giống như trong tánh mình đó nó nó vốn là thanh tịnh sẵn như vậy rồi Đấy không tức là chân tâm đó chân tâm nó vốn là thanh tịnh sẵn như vậy rồi thì vì sao mà nó lại chợt nó sanh ra núi sông đại địa này à, thì ngài lăng gia ngài mới lặp lại câu hỏi ngài cũng lặp lại câu đó ngài nói thanh tịnh bản nhiên vì sao chợt sanh sơn hà đại địa lặp lại y câu đó Thấy không thì ở đây ông tăng ông đem ra mới hỏi ý ngài thì ngài mới đáp là thật giống thuyền chài ra biển <laughs> à thuyền chài ra biển là sao đang ở trong đất bằng thấy không đang trong đất bằng nè đất liền nè an ổn à, rồi đi ra biển tức là sao à, à, đang ở trên chỗ yên ổn rồi đi ra cái chỗ bất an <laughs> ra biển sóng gió bất an phải không à, thì cũng vậy mình đang ở trong cái tâm thanh tịnh nha gọi là thanh tịnh bản nhiên đó mà chợt khởi hỏi thì sao đang ở trong cái chỗ tâm thanh tịnh bản nhiên chợt khởi hỏi tức là động niệm động niệm thì ngay đó là là chợt sanh sơn hà đại đĩa đang ở trong tâm nó uh, thanh tịnh rồi chợt khởi lên cái hỏi đó là động niệm động niệm thì sanh sơn hà đại địa còn nếu mình khéo ngay đó mình nhớ trở lại Thấy không? À, thì xong chuyện cho nên ở đây khi mà hỏi ý này thế nào đó thì ngài mới đáp là ai biết nơi cái chỗ khối sống xa khơi kia đó là riêng có chỗ nên suy nghĩ à, tức là người mà khéo biết ngay chỗ khối sống đó biết sôi trở lại thì chính ngay đó đó là cái chỗ trở về à, tức là nhớ trở lại là xong tức là nhớ trở lại vào bờ là xong À, còn cứ theo chỗ đó mà đi ra đi ra là đi vào chỗ bất an, à, cho nên đây là cái là ngài đáp là đáp rất khéo léo. rồi ông Tăng hỏi thế nào là gia phong của Phật quá khứ? Ha, gia phong tức là những cái nếp nhà là cái chỗ sống đó, ha, của Phật quá khứ, thì ngài đáp là vườn rừng vắng vẻ ai chăm sóc? Lý trắng đào hồng qua tự nhiên ha. Tức là cái chỗ sống Cái chỗ nếp sống của Phật quá khứ Thì là vườn rừng Vắng vẻ ai chăm sóc Tức là quá khứ là qua rồi Phật quá khứ là qua rồi Thì cái vườn rừng đó Vườn cây ha, Vườn nhà còn đó Mà không biết ai chăm sóc Phật quá khứ đã qua Nhưng mà khi đến thời tiết đó thì sao thì lý trắng đào hồng qua nó cũng nở là thì mình cũng vậy đó à, là hiện tại đây à Phật quá khứ à, tuy là mình không thấy nhưng mà thời tiết đến đó, thì tin tức nó sẽ tự bài cho nên mình nhớ lại là xong à, chứ không phải là thiếu vắng tất nhiên là Phật quá khứ giống như là mình có Phật đó nhưng mà mình quên Thì giống như Phật đó thành qua rồi Giống như quá khứ Bây giờ ngay đây mình nhớ lại Thì đầy đủ Chứ không có thiếu đâu Rồi hỏi thế nào là gia phong của Phật hiện tại Thì Ngài đáp là Gia phong sống bạc Mê yến sớm Tiên quyển đào hồng Sai gió sưng tức là tức là buổi sáng đó, không? sống sống bạc không? sống mà sống bạc đó làm cho con én đó, không? con yến con én đó nó nó mê nó lầm theo cái làn sống bạc rồi cái giường cái giường đào không? giường đào ở trong cái giường tiên đó đào hồng nó lại sai với cái gió à gió xuân à, nó sai trong cái đào hồng ở nơi cái vườn vườn tiên à, tức là sao đó. À, nghĩa là con án à, nó mê nó lầm trên cái làng sóng bạc à, còn gió xuân á sai thế, ngài, nó nghĩa là nó sai cái làng gió không à, trên cái đào hồng ở trong cái vườn tiên à, tức là muốn nói rằng cái này á là ngay trước mắt ngay trước mắt đang hiện tiền đó mà mình lại mê bây giờ chỉ ngay đó tỉnh lại thì thấy liền tức là gia phong hiện tại phật hiện tại thì cũng vậy mình phật hiện tại là đang hiện tiền ở đây mình đang sống trong đây mà mình quên mê là bây giờ khéo nhớ khéo tỉnh lại thì mình có đủ phật tức là đây là tánh giác mình luôn luôn là tánh giác nó hiện bài đầy đủ trong mọi sinh hoạt mình đây nè <laughs> cho nên ở phần trước hồi nãy là có nói Tại trung thượng sĩ là ngài chỉ cho vua trần nhân tông đó không? là nó hiện ở trong lỗ tai trong mắt trong chỗ ăn chỗ nói đó. Đó hiện tại nó hiện đầy đủ đó nhưng mà đang, đang mê à, cho nên chỉ cần tỉnh lại là thấy liền cho nên gia phong phật hiện tại ra là sẵn đó rồi hỏi thế nào là gia phong của Phật Vi Lai? À, thì đây ngài mới đáp là bãi biển chờ triều trời đợi nguyệt sớm trài nghe sáo khách nhớ nhà, hay không? Tức là bãi biển đó đang chờ nước thủy triều, không? Thủy triều lên, còn trời đó đang đợi mặt trăng, trăng lên, ở sớm trài nghe tiếng sáo khiến cho người khách nhớ nhà tức người khách nghe tiếng sáo thì nhớ nhà tức là sao Phật Di Lai tức là Phật nghe là sẽ 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 tới sắp tới thì đây là muốn chỉ là cái việc cái việc mà chân thật đó đó cái việc đó đó là nó cũng sẵn sàng sẵn sàng đó rồi bây giờ mình có nhớ hay không thôi là Phật Di Lai là chỉ cho mình nhớ lại nhớ lại đó thì Phật đó, đó cũng có nơi mình chứ không có đâu xa, cho nên là giờ cần là mình phải nhớ lại đó gọi là gia phong của Phật Di Lai, còn bây giờ nói thẳng ra hỏi gia phong của hòa thượng thì thế nào? thì ngài đáp là áo rách che mây sáng ăn cháo bình xưa tưới nguyệt tối uống trà. À, tức là sáng cháo tối uống trà à, áo rách à, che mây bình xưa tứ nguyệt à, nghĩa là trong chỗ bình thường sống hàng ngày đó không? À, chứ không có cái gì khác bởi vì gia phong của hòa thượng là muốn hỏi là cái chỗ sống đó cái chỗ sống của ngài đó à, thì chỗ sống của ngài đó là chỗ bình thường hàng ngày đây thôi nhưng mà không có thêm cái niệm gì khác à, còn mình vừa có khởi thêm cái niệm gì khác đó là mất là trái rồi ông tăng lại hỏi ngài Linh Vân khi xem qua đào ngộ đạo thì thế nào? ngài đáp là tự nở tự tàn theo thời tiết Đông Quân bị hỏi cũng không lời. À, đây tức là đây dẫn ngài Linh Vân tức là thiền sư chỉ cần chỉ cần là ở chỗ ngài Quy Sơn đó tham thiền thời gian rồi hôm đó nhân à, nghĩa là lên núi Rồi thấy qua đào nó nở rộ, đó thì liền ngộ đạo thấy qua đào nở ra liền ngộ đạo cho nên ngài là làm bài kệ là tam thập niên lai tầm kiếm khách cơ hội lạc diệp hữu su chi tự tùng nhất kiến đào hoa hậu trực đáo như kim cánh bất nghi tức là ba chục năm qua tìm kiếm khách bao lần lá rụng lại đâm chồi từ khi thấy được qua đào nở suốt đến hôm nay sạch hết ngờ tức là không còn nghi nữa tức là bao nhiêu năm đi tìm kiếm khách, tìm khách tức là tức là tham tìm tìm trở lại cái chỗ sống của mình, chỗ chân thật của mình đó. Thì bao lần lá rụng rồi đâm chồi, lá rụng rồi đâm chồi với thời gian bao nhiêu năm nó nghĩa là nó nó thay đổi thay đổi đó. Nhưng mà từ khi mà thấy được cái qua đầu nở đó à, là hết còn nghi ngờ. À, thì như vậy cho nên ông ông tăng đang hỏi vậy cái chuyện đó là thế nào thì ngài mới đáp là tự nở tự tàn theo thời tiết, Hai không đông quân bị hỏi cũng không lời, Hai không à, tức là sao? Nghe là tự nở, cái đó là nó tự nở nó tự tàn theo thời tiết thôi. Đông quân, đông quân tức là chúa sưng đó vị chúa sưng đó bị hỏi cũng không lời. Đó. Thành ra cái nói thấy qua đào ngộ đạo nhưng mà nhưng mà chỗ ngộ đó cũng không phải là chỗ qua đào. À, phải nhận cái, cái gì nữa và như vậy thì nếu mà ông hỏi thì lúc đó là có ông ở đó hay không à, ông hỏi chuyện này nhưng mà lúc đó có ông ở đó hay không nếu mà có ông ở đó tức là ông đã ở trong đó rồi thì sao còn hỏi nữa không à, còn nếu mà ông không có ở trong đó đó thì bây giờ có nói thì ông không, không sao biết được <laughs> cho nên đông quân bị hỏi cũng không lời nên ông phải thật sự thấy không? mà ở trong đó đó thì ông sẽ cảm nhận được à, chứ còn cái này không phải là chỗ giải thích theo ngôn ngữ à, tất nhiên là linh văn ngộ đạo thì ngài rõ được chuyện đó thì bây giờ ông muốn rõ được cái chỗ này thì ông cũng phải ngộ đạo <laughs> ông muốn ngộ đạo thì ông phải thấy được chỗ đó còn bây giờ nếu giải thích đó, thì ông cũng tưởng tượng thôi tưởng tượng ông khái niệm thôi Chứ ông cũng không thể cảm nhận được à. Đó là Ông Tăng hỏi về cái chuyện Linh Dân Thấy qua đào nở ừ. Ừ. Thôi thì bữa nay mình học tới đây Chúng Sanh Vô Biên Thể nguyện độ Phiền Nào vô tận thể nguyện đoạn phạm môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo